Thưa quý vị, thời gian vừa qua, cán bộ hội viên câu lạc bộ nữ cựu chiến binh của thị trấn Long Hải, huyện Đông Điền luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Phần cuối chương trình Hòa Nhịp Phát Triển trưa nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về câu lạc bộ này. Bà Nguyễn Thị Hoa là cựu thanh niên xung phong từng tham gia chiến trường Trường Sơn. Sau khi xuất ngũ, bà về quê Thanh Hóa lập gia đình rồi vào Long Hải, Long Điền lập nghiệp. Là trụ cột kinh tế phải chèo chống chăm lo cho người chồng thường xuyên đau bệnh nên gia đình bà lâm vào cảnh khốn khó. Năm 2005, bà Hoa tham gia vào câu lạc bộ nữ cựu chiến binh Long Hải và nhận được số vốn 12 triệu đồng từ mô hình góp vốn xoay vòng không tính lãi của câu lạc bộ. Có số vốn này, bà mua một con heo nái về nuôi. Nhờ chăm chỉ chăn nuôi mà heo phát triển lên thành đàn 25-30 con, đem lại nguồn thu nhập khoảng 100 triệu đồng một năm cho bà, giúp kinh tế gia đình dần ổn định. Nên lúc mà chưa có tiền thì các binh câu lạc bộ đây này giúp đỡ cho vay tiền để về để mua cám thức ăn cho heo, xong bắt đầu bán heo đi này trả. Mỗi một năm thì cũng kiếm 100 triệu hai ông bà. Còn cái nào mà khó khăn, đứa nào mà khó khăn nên giúp lại vốn cho các cháu nó dùng khỏi nó phải vay mượn. Câu lạc bộ nữ cựu chiến binh thị trấn Long Hải, huyện Long Điền thành lập năm 2005. Từ 32 hội viên ban đầu, đến nay đã tăng lên 65 hội viên là các nữ cựu chiến binh. Nhằm giúp hội viên có điều kiện phát triển kinh tế hay giải quyết khó khăn trong cuộc sống, câu lạc bộ đã xây dựng mô hình góp vốn xoay vòng không tính lãi. Tham gia mô hình này, hàng tháng mỗi hội viên đóng từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng tùy vào điều kiện kinh tế. Từng nguồn quỹ này sẽ có 2 hoặc 3 người được nhận vốn để đầu tư chăn nuôi, buôn bán nhỏ hoặc sắm sửa vật dụng sinh hoạt. Vốn quay vòng của chị em á thì thấy rất là bổ ích, là như tôi đây là 4 phần họ cho hộp một lần lúc luôn là được 20 triệu. Thì cô về cô mở cái quán cô bán bún bò, bún rêu thì coi như là mình cùng lấy cái vốn đó dân ra là mua bàn, mua ghế, mua tô, mua chén để phát triển về kinh tế. Thì cô thấy rất là cái mô hình này rất là hay mà có ý nghĩa. Không chỉ hỗ trợ hội viên vốn phát triển kinh tế, câu lạc bộ nữ cựu chiến binh thị trấn Long Hải còn đóng góp tiền hoặc vận động các nhà hảo tâm gây quỹ thăm hỏi, động viên hội viên có hoàn cảnh khó khăn, qua đó lan tỏa hơn nữa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giữa các hội viên với nhau. Thì chúng tôi là cũng lớn tuổi cả rồi, nhưng mà cũng còn một số chị em là cũng khó khăn, nên là chị em ban chủ nhiệm trong ban chủ nhiệm thì có 3 người. Thì chúng tôi cứ Tết Nguyên đán ấy là đi vận động mạnh thường quân, là hỗ trợ chị em xuất quà. Còn quà thì là xin được bao nhiêu là chúng tôi hỗ trợ các chị bấy nhiêu. Chị em làm vốn xoay vòng là không có lời. Chị nào cần ấy thì hot trước. Cái đăng ký là đến tháng là hot thôi. Nhờ sự đoàn kết chung tay của các hội viên câu lạc bộ nữ cựu chiến binh thị trấn Long Hải mà đời sống của hơn 90% hội viên câu lạc bộ đã ổn định, phát triển hơn so với trước khi tham gia câu lạc bộ. Hiện câu lạc bộ chỉ còn 5 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Cô cảm thấy là rất là thoải mái, vui khỏe. Lâu lâu thì cứ tham gia là sinh hoạt một lần, chị em gặp nhau là rất là vui vẻ. Có những cái chuyện không giải bày được thì mình tới đó là mình tâm sự chị em với nhau. Như ở đó là một cái sân chơi cho tuổi già của chúng tôi là giải tỏa. Không chỉ giúp hội viên nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, câu lạc bộ nữ cựu chiến binh thị trấn Long Hải còn vận động hội viên gương mẫu đi đầu trong các phong trào hoạt động tại địa phương, góp phần xây dựng thị trấn ngày một phát triển.